Dạ, con chào bác. Thưa bác, con tên là Phùng Thị Thơm, con ở phường 11, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay con có một số câu hỏi, con xin hỏi bác, nhờ bác giải đáp cho con ạ. Con xin cảm ơn. Rồi con hỏi đi. Dạ. Thưa bác, tu theo pháp môn Thiền Tông rất là khó. 100 người, chỉ có 5 người được về Phật giới, còn 95 người phải xuống các tầng địa ngục và các cõi khác. Tại sao lại khó như vậy? Thưa bác ạ, nhờ bác giải thích giùm con ạ. Ở thế gian này đó, làm bất cứ gì cũng vì nhân quả hết, nhưng mà cái nhân quả của Thiền Tông thì nó rất nặng, nó không đơn giản như cái nhân quả của vật lý bình thường. Vì Thiền Tông đó, một là mình phải tu để về Phật giới, còn tu mà không về Phật giới thì nó phải chọn ba con đường: một, hầm lửa lớn; hai, địa ngục; ba là nhờ thánh giúp đỡ. Qua thánh đỡ thì mới thoát ra được cái quy luật này. Vì thế mà tu Thiền Tông á, tôi khuyên đừng có nên tu, mà muốn tu phải nghiên cứu cho thật kỹ. Còn nếu mà không nghiên cứu thật kỹ mà nhào vô tu thì chắc chắn bị ba con đường này: hầm lửa lớn, địa ngục và vô loại thánh sống thì mới an toàn được. Rồi câu hỏi tiếp đi. Con xin cảm ơn bác ạ. Con hỏi câu hỏi 2 ạ. Thưa bác, tu theo pháp môn Thiền Tông khó như vậy, khi mà chưa giải thoát thì mình phải tu như thế nào để tránh mình khỏi rơi vào các tầng địa ngục và các cõi khác, thưa bác ạ? Bây giờ đó mình muốn tu ở trên trái đất này đó, mình tu cái gì nó cũng bị nhân quả hết. Ví dụ mình tu đạo thánh thì thành thánh, tu thần thành thần, tu Phật thành Phật. Mình phải hiểu căn bản này. Còn nếu mà tu Thiền Tông mình không liệu mà không tu được á, đừng có tu. Cứ ở trong gia đình, sống trong nhân nghĩa lễ tí tín, tuyệt đối đừng có tu theo đạo nào hết nha. Thế tu theo đạo là bị nhân quả đó. Ở đợi khi nào một vị Phật công bố cái pháp môn giải thoát ra đó, thì mình căn cứ vào cái công thức này mình tu thì nó mới an toàn được, thì mới về được Phật giới. Còn bằng không mình tu tưởng là mình chết. Rồi câu hỏi tiếp đi. Con xin cảm ơn bác. Con xin hỏi câu 3. Người tu Thiền Tông khi đã lớn tuổi rồi mà chưa tạo được công đức để trở về Phật giới, chỉ muốn được trở về dòng tộc để đầu thai lại làm người, học tiếp pháp môn Thiền Tông để về Phật giới có được không ạ? Nếu được thì phải cần thực hiện như thế nào ạ? Xin bác giải thích giúp con ạ. Theo quy luật vật lý này à, ở trong dòng tộc thì nó đầu thai trong dòng tộc hoài, với điều kiện là phải sống trong nhân nghĩa lễ trí tín thì mới ở trong dòng tộc hoài được. Còn nếu mà đi ra ngoài tu bất cứ tu đạo nào thì đều là nhân quả hết. Ví dụ mình tu đạo thánh thì là thành thánh, tu đạo thần thành thần, tu đạo tiên thành tiên. Mình muốn về Phật giới đừng có tu cái gì hết, phải nghiên cứu, đợi đợi khi nào mà pháp môn giải thoát được công bố ra thì ta đã có cái chương trình người ta tu, gọi là cái lập trình người ta tu, mình căn cứ vào đó mình tu thì mới giải thoát được. Rồi câu hỏi tiếp đi. Con xin cảm ơn bác. Con hỏi câu thứ 4 ạ. Đức Phật có 5 dấu hiệu, trong đó Ngài thấy mình nằm mà toàn thân trải dài trên mặt trái đất. Điều này ý nghĩa gì, thưa bác? Thế phần này trong kinh thường nói là Phật là trùm khắp mọi nơi. Vì thế mà ông thấy ông nằm trải dài trên cái hành tinh này là đúng. Nghĩa là Phật là trùm khắp mọi nơi. Thì những cái hiện tượng này, những cái chuyện này là Đức Phật nói là cho biết rằng Như Lai là một con người toàn năng toàn giác, biết hết trên trái đất này, gọi là toàn năng toàn giác. Rồi câu hỏi tiếp đi. Dạ, con xin cảm ơn bác. Con hỏi câu thứ 5 ạ. Thưa bác, những người giúp cho Thái tử Đất Đạt Đa trước khi Thái tử thành Phật thì có phước đức hay công đức không ạ? Bây giờ đó, tất cả gì giúp cho Thái tử Tất Đạt Đa đều là phước đức thôi, nên nhớ là phước. Công đức khi mà Thái tử Tất Đạt Đa công bố cái pháp môn thứ sáu ra thì mới nói chuyện có công đức. Trước kia gọi là phước đức hết, không có công đức. Rồi, câu hỏi tiếp đi. Con xin cảm ơn bác ạ. Dạ, con xin hỏi câu thứ 6 ạ. Những vị đã cúng dường sau khi Thái tử Đất Đạt Đa thành Phật,
tức cúng dường cho Đức Phật Thích Ca thì được xem cúng dường một vị Phật hay là cúng dường một vị đạo nhân vô tu vô chứng ạ? Bây giờ đó, tất cả cúng dường của Thái tử Tất Đạt Đa đó, nó có hai cái vế. Khi nào mà cúng dường mà để cho ông giảng đạo về giải thoát đó, thì mới có công đức. Còn giảng đạo vật lý không có công đức. Phải hiểu chỗ này coi cái cúng dường ở cái thời buổi nào. Thời buổi ban đầu là cúng dường có phước đức à. Còn cái sau cùng gọi là có công đức. Phải hiểu cái này. Chứ không phải là cúng dường. Thái tử Tất Đạt Đa ở đây gọi là người toàn năng toàn giác thôi. Chưa thành Phật được đâu. Thành Phật là mình nói cho dễ hiểu chứ sự thật. Ông mới là một người toàn năng toàn giác. Biết hết thôi là cúng dường cho ông này được phước đức. Còn muốn công đức thì ông phải công bố này ra. Công bố ra mà nói sao cho người ta hiểu được cái này gọi là công đức. Phải hiểu cái căn bản này. Giờ hỏi tiếp đi. Dạ, con xin cảm ơn bác. Dạ con xin hỏi câu 7 ạ. Thưa bác, Thánh Chúa thế giới chỉ luôn là người nam phải không ạ? Tất cả lãnh đạo trên trái đất này, lãnh đạo là người nam, không có người nữ. Vì vậy mà Thánh Chúa thế giới là người nam. Vợ Thánh Chúa là gì? Thánh Mẫu. Nên nhớ vậy đó. Có nghĩa là tất cả vị lãnh đạo trên trái đất này, dầu hữu hình vô hình, phải là người nam. Hoàn toàn không có người nữ. Thỉnh thoảng nó có hơi xen kẽ vô một hai chút thôi, chứ sự thật quan trọng nhất là phải người nam. Đó, phải hiểu căn bản này. Rồi con hỏi tiếp đi. Con xin cảm ơn bác. Dạ con xin hỏi câu thứ 7. Thưa bác, Thánh Chúa thế giới nếu quay lại làm người với vô lượng phước báu thì hiện thân là người giàu nhất hay thông minh nhất hay xinh đẹp nhất ạ? Thánh Chúa thế giới là cái gì? Là cái ông sẽ khi mà cái trái đất này nó bị hủy diệt, nó bể rồi, ông Thánh Chúa này đầu thai trở lại làm người và thành Phật, gọi là Oai Âm Dương. Cái trái đất này nó có hai người để thành lập Oai Âm Dương là và Thánh Chúa thế giới và Thần Chủ trái đất. Hai vị này khi trái đất bị bể rồi thì hai vị này sẽ trở thành lập một vị Phật đầu tiên của trái đất gọi là Oai Âm Vương. Mà hai vị này nè thôi, chứ không có người thứ ba. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ con xin cảm ơn bác. Con xin hỏi câu thứ 8 ạ. Thánh Chúa thế giới khi muốn trở lại làm người để học pháp môn giải thoát có được tái sinh vào thời kỳ phổ biến pháp môn thiền tông không? Đã từng có vị Thánh Chúa thế giới nào được giải thoát để trở về Phật giới không thưa bác? Như nói ở trên, Thánh Chúa thế giới người ta đã có công đức phước đức nhiều rồi. Nhưng giờ mẹ ta lãnh đạo về cái tâm linh. Thành ra ta phải lãnh đạo tâm linh ở thế giới này 10 tỷ năm mà ta mới quay lại. Người nào mà lãnh đạo thế giới về tâm linh 10 tỷ năm, trái đất bị tái lập lại thì thành Phật Oai Âm Vương để dẫn dắt người ta tu theo cái đạo Phật này nè. Vì thế mà trong kinh thường nói là Phật Oai Âm Vương là cái Phật đầu tiên của trái đất. Trái đất được thành lập đầu tiên là do ông này nè. Chứ lúc đó thật là không có Phật được. Là vì ông ở trong này, ông kinh nghiệm 10 tỷ năm rồi. Ông biết những cái quy trình của nó. Vì thế mà khi mà trái đất bị bể rồi thì ông này sẽ tái sanh lại là một Oai Âm Vương không tu gì hết mà trở thành một vị Phật Oai Âm Vương. Không bất cứ tôi luyện qua một cái công thức nào hết để ông hướng dẫn. Là vì ở trên trái đất này là ông đã chứng kiến bao nhiêu vị Phật thành Phật ở trái đất này. 10.000 năm có một ông. Thì con tính là 10 tỷ năm là bao nhiêu người. Vì thế mà Thánh Chúa thế giới và Thần Chủ trái đất, hai ông này thay phiên nhau kêu bằng thành Phật Oai Âm Vương để mà dạy cái pháp môn giải thoát này. Rồi con hỏi tiếp đi. Con xin cảm ơn bác. Con hỏi câu thứ 10. Thưa bác, những người triệt phá hoặc ăn cắp pháp môn thiền tông, tại sao phải nhờ đến Thánh Chúa thế giới thì mới có thể giải thoát khỏi hầm lửa lớn, và phải làm sao để họ gặp được Thánh Chúa ạ? Cái này đã là dễ. Ở trái đất này phải phân định nè. Trái đất này, Thần Chủ trái đất là cho tánh Phật vào trái đất mượn thân và tánh người tạo công đức hoặc tạo nghiệp.
Còn Thánh Chúa thế giới là cái quản lý về tất cả những gì hiển linh và các đạo ở trái đất này. Nên nhớ rằng Thánh Chúa thế giới là quản lý về hiển linh và đạo. Muốn đi đâu thì Thánh Chúa thế giới cho đi đó. Mà ông đi theo là cái gì? Không phải ông có quyền năng gì đâu, mà ông cho đi theo cái công thức. Ông chỉ cái công thức. Chẳng hạn như con tu muốn lên trời thì ông bảo là làm phước đi, làm phước cho đủ rồi lên. Làm phước đủ rồi khi mất thì thần thực thi nhân quả thôi. Đây là ông dạy về công thức. Nhưng mà về sau này người ta không hiểu rồi người ta thiêu dệt thêm. Chứ sự thật là Thánh Chúa thế giới là dạy công thức để đi hưởng phước. Còn nếu mà không sai phạm thì phải đi trả nhân quả. Vì thế mà có nhiều cái đạo tổ chức là thiên đàng địa ngục hai quê. Tu lên thiên đàng hoặc là tu sai xuống địa ngục. Đó là cái quy luật của vật lý này. Người ta không hiểu thành ra người ta mới tưởng tượng ra đủ thứ thôi. Chứ sự thật trái đất này nó phân định rõ ràng. Thần thánh, thần thực thi nhân quả, thánh dạy cho mình cái công thức đi hưởng phước hoặc là đi trả nhân quả. Phải hiểu như vậy. Rồi con hỏi tiếp đi. Con xin cảm ơn bác ạ. Dạ con xin hỏi câu tiếp theo ạ. Đạo Phật khoa học Thiền Tông dạy con người có gia đình, no cho gia đình, có tổ quốc, no cho tổ quốc, không mê tín dị đoan, không cúng tụng, cúng lại cầu xin ai. Vậy đây có phải là đạo của người yêu nước và trí dũng không, thưa bác? Đây, cái này không phải đạo yêu nước, trí dũng vậy. Đây là cái đạo thực tế khoa học. Mình sống ở đây, có gia đình phải lo cho gia đình, có tổ quốc phải lo cho tổ quốc. Đây là cái quy luật tự nhiên của nó. Giống như mình ở đây, là ở trái đất này là gọi là ở ngôi nhà chung, không thể phá trái đất này được. Vì thế có trái đất phải bảo vệ trái đất, có tổ quốc phải bảo vệ tổ quốc. Đây là cái quy luật của người sống trên trái đất này. Mà người ta đặt cái câu là nhân nghĩa lễ trí tín để người ta chuẩn là cái tánh con người. Còn nếu mà không có cái nhân nghĩa lễ trí tín này thì tánh con người nó sẽ bung lung, nó tưởng đủ thứ hết, thì nó là làm sai. Đây là cái quy luật của nó, chứ không phải là quy luật ở trên này gọi là quy luật nhân quả. Làm gì được quả nấy, trồng ớt ăn cay, trồng mía ăn ngọt, có vậy thôi, chứ không có ai xen vô. Nhưng mà vị thánh này nè, người ta giúp đỡ để ta chỉ cái hướng cho mình, chứ không phải người ta ghét bỏ gì mình đâu. Nhưng mà về sau mấy người này, từ khi mà vị thánh lập đạo rất đúng chứ không phải không, nhưng mà sau đó thời gian sau nó bị lệch đi, nó thiên về danh lợi, nó mới lệch cái đạo. Bất cứ cái đạo nào ban đầu dạy rất đúng, nhưng mà về sau vì danh lợi, tiền tài danh lợi, nó bị sai là ở chỗ này. Rồi con hỏi tiếp đi. Con cảm ơn bác ạ. Dạ con hỏi câu số 12 ạ. Việc chúng con hay đặt nhiều câu hỏi với bác là do sự tò mò hay do tánh tham trong tánh người của con thúc đẩy? Cách phân biệt về hai trường hợp này ra sao ạ? Đặt câu hỏi này á, cái người mà tò mò nó khác, rồi cái người mà công kích nó khác, có người muốn tìm sự thật nó khác. Nó ba cái dế này. Nhưng mà dế nào cũng được, không thành vấn đề. Đừng có kiến chấp thì có công đức. Dế nào mà có kiến chấp thì công đức bị bò đen. Đó, nói vậy phải quy tắc nó là dầu có công hỏi để công kích câu không sao, nhưng mà đừng kiến chấp. Là vì ngày xưa là sao, cái một vị mà đã phá theo Đức Phật đó, mà bạch Đức Phật ông nói là Bồ Tát. Thí dụ một vị Phật đứng ra giảng đạo mà không có người công kích thì cái đạo không có siêu, bình thường quá. Bởi vì người ta thí dụ mà gặp người đó cứ cúi đầu mà lại biết gì, công kích hỏi ổng, hỏi ổng có phải thiệt không. Đó thì mình hiểu cái này, thì trái đất này cái hỏi đạo này nó cũng có ba cái giới: một thật tình để đi về, một hai là thử thách người ta, ba là công kích người ta. Làm cái gì cũng có công đức hết, dưới điều kiện đừng chấp. Có công kích về sau mình nói tôi công kích tôi thắng ổng á, cái câu đó là không được, thấy không? Nếu công kích rồi, nếu mà mình mà thua thì mình phải chấp nhận, cảm ơn người ta là công đức trọn vẹn. Rồi con hỏi tiếp đi. Con cảm ơn bác ạ. Con hỏi câu 13. Phật Hoàng Trần Nhân Tông giết giặc mà vẫn
về được Phật giới, và những người đã lớn tuổi, những năm cuối đời tạo công đức vẫn không bị bôi đen để có thể giải thoát được. Vì hiểu như vậy nên nếu khi đã lớn tuổi mà con vẫn thích gây gổ cãi nhau thì con giải thoát được không ạ? Bây giờ gây gổ về thiền tông không giải thoát được, gây gổ bên ngoài thiền tông được. Bên ngoài thiền tông gọi là gây gổ của thế gian, còn gây gổ của thiền tông gọi là gây gổ kiến chấp. Nên nhớ cái chỗ này, kiến chấp thì kẹt, kiến chấp công đức mình vẫn còn, nhưng mà phải đi qua bên thánh ở, thì thánh quản lý, thì thánh đâu có cho khi nào cho mình đường về giải thoát được. Nguyên tắc muốn giải thoát thì phải đi qua thần, bằng thực hiện đúng lời cái công thức của thần nói thì mới giải thoát được. Bây giờ nói là gây gỗ mà kiến chấp về thiền tông không giải thoát được, gây gỗ bên ngoài thế gian không ăn thua gì, đối với thế gian là không ăn thua gì hết. Bởi vậy nó vô trung tâm luân hồi là nó mã hóa hết, nó dẹp hết mấy cái âm dương này. Rồi con hỏi tiếp đi. Con xin cảm ơn bác ạ. Dạ, con xin hỏi câu số 14 ạ. Có người thường hay về chùa Tân Diệu nghe giải đáp, nhưng vừa ra khỏi chùa thì lên mạng chửi bác và thiền tông. Hiện tượng này cứ lặp đi lặp lại nhiều lần, người này có vấn đề gì ạ? Cái này nó có hai cái trường hợp. Một là người đã kiến chấp, hai là thánh suối. Thánh mà không phải thánh chính quy đâu, mà thánh lang thang, gọi là thánh tập loại của hồn suối. Thánh, cái tập loại của hồn nó có tổ chức riêng. Còn thánh mà thánh chúa đó, nó có cái tổ chức riêng, gọi là thánh chính quy, nó có nhiệm vụ này. Còn cái thánh mà gọi là tập loại của hồn là nó phá. Người nào mà nó có cái ý niệm là muốn phá này, nó nhào vô, nó hướng dẫn cho mình phá đó. Phải hiểu cái căn bản này. Vì thế mà người ta đến, ta hỏi về thiền tông có hai dạng người. Một, thật tình hỏi để biết. Hai, tìm cách để phá. Giả dạng đủ thứ, phá đủ thứ chứ không phải là có một cách phá đâu. Rất nhiều cái cách để phá. Rồi, con hỏi tiếp đi. Dạ, con xin cảm ơn bác ạ. Con hỏi câu số 15 là câu cuối cùng ạ. Thiền tông chỉ được công bố vào thời kỳ văn minh để con người có thể hiểu và chứng minh được những gì Đức Phật đã dạy. Vậy, vào thời kỳ đồ đồng, khi văn minh chưa cao, thì những vị ngộ thiền phải kiểm chứng thiền tông bằng phương tiện gì ạ? Thời kỳ đồ đồng sao kiểm thiền được? Thời kỳ đồ đồng có nghĩa là ông Phật ông dạy cái thời kỳ đồ đồng đó, nhưng mà không có kiểm chứng được, mà ông chỉ dạy năm ba người cho biết cái này thôi, rồi giữ đó. Phải chuyển cái thời đến thời nguyên tử thì cái công bố cái pháp môn này mới công bố ra được. Những người mà ta người hiểu về thời kỳ đồ đồng là để chứng minh, người ta viết sách ra để cho chứng minh rằng ngày đó một vị Phật đã có dạy cái này, nhưng mà người thời kỳ đồ đồng không tiếp nhận nổi, vì thế mà phải chuyển đi cho cái thời văn minh đó. Thời kỳ đồ đồng chỉ có mấy người thôi, mấy người biết cái này, người nào mà hiểu sâu thì ta mới viết sách để lưu lại chứng minh rằng cái pháp môn này ông Phật dạy thời đó, đó chứ không phải là mới dạy đây. Đó là cái nguyên do vậy, chứ không phải là ấy. Thời kỳ đồ đồng không cách nào ai kiểm được, đâu có ai hiểu đâu mà kiểm. Chỉ ông Phật kiểm và mấy ông đệ tử ông á, mấy ông đệ tử một hai ông gì đó giỏi nhất rồi thôi, để là lưu sách thôi, chứ không có được quyền dạy thời kỳ đồ đồng. Thời kỳ đồ đồng người ta không hiểu nổi cái này đâu. Ví dụ thời bây giờ nói chuyện là chừng 200 năm trước, hỏi chứ điện ai biết. Thấy không? Mình đây nè, 12 đời vua nhà Nguyễn là trị vì 125 năm. Ông Nguyễn Trường Tộ và bệnh ông thấy lúc đó đó, Pháp nó qua đây mình, nó đâu có chưa có điện đâu, nó không dựng xe điện dầu. Nhưng ông Nguyễn Trường Tộ qua mình Pháp thấy cái này, cái đèn mà nó không có dầu, mà tại sao nó cháy? Về học lại triều đình Huế, triều đình nhà Nguyễn, nó nói ông khùng mà. Làm gì mà không có dầu mà đèn nó cháy, mà nó trút ngược nữa. Ở đây đèn của mình đưa lên, còn nó trút xuống, chửi liền, chửi Nguyễn Trường Tộ liền, thấy không? Vì thế mà cái thời của Đức Phật là gì, còn trước mấy ngàn năm, làm sao nói cái chuyện này ai nghe? Vì thế mà Đức Phật phải bí mật truyền theo đường thiền tông để cho loài người văn minh mới giải mã cái này.
Nhưng mà nên nhớ là ổng nói có 1/1 triệu người thôi, 1 triệu người có 1 người biết thôi, còn bao nhiêu là ăn theo thôi chứ không phải ấy đâu. Thất tinh mở Phật nhãn, 1 triệu người mới có 1 người thôi. Rồi câu hỏi tiếp đi. Con xin cảm ơn bác ạ, con đã hết câu hỏi ạ, con chúc bác sức khỏe ạ. Rồi cảm ơn con. Dạ con kính chào bác Nguyễn Nhân, viện chủ chùa Thiền Tông Tân Diệu. Con là Đoàn Thị Liên, địa chỉ quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Thưa bác, thời gian qua con đã nghe bác giải thích trên mạng YouTube ở trang thiền tông.com, trang tổ đình chùa Thiền Tông Tân Diệu, những câu hỏi của người tu và người không tu theo đạo Phật. Con rất thích, bác trả lời rất thực tế, khoa học, dễ hiểu, đã làm cho rất nhiều người hiểu và thay đổi được việc làm mê lầm của mình, trong đó có con. Hôm nay con về đây xin phép được hỏi bác một số câu hỏi con chưa rõ ở phần đường về Phật giới ạ. Kính xin bác giải thích cho con ạ. Rồi con hỏi đi. Dạ con cảm ơn ạ. Câu hỏi 1. Thưa bác, đường về Phật giới muốn an toàn thì Phật gia phải phát ra được pháp trần. Pháp trần là tiếng nói nhỏ nhất. Vậy cho con xin hỏi, tiếng nói nhỏ nhất là tiếng nói như thế nào ạ? Làm sao để nhận ra được tiếng nói nhỏ nhất ạ? Pháp trần là cái tiếng nói nhỏ nhất á, là giống như con học cái cửu chương á ha. Thì con thuộc rồi, dường như cái tiếng cửu chương nó có nói hoài ở trong cái cổ họng con á. Mà đây là nó nói về cái thân tứ đại. Còn nếu mà khi mà cái pháp trần mà con học con hiểu rồi đó, khi mà cái thân tứ đại nó ngưng hoạt động thì trung ấm thân nó nói sự thật, nó nói trong trung ấm thân, nó chuyển qua thân tứ đại. Khi thân tứ đại mất thì nó nói bằng trung ấm thân. Vì con người cái trung ấm thân này là nó vĩnh viễn theo thời gian của thế giới vật lý này. Chừng nào nó về Phật giới cái trung ấm thân này nó mới hết. Vì thế mà cái tiếng, cái học hỏi và nó phát đi từ trong ấm thân này. Khi mà con về Phật giới ấy, thì thánh thần nghe thấy con cái nó có cái trung ấm thân con nó phát ra cái tiếng này. Thì bởi vì thánh thần là cái gì? Thần là con được công đức con cho tự do vậy đó. Còn thánh cũng vậy, thấy con thì cũng cho con về, nhưng mà có kẹt cái chỗ này nè, là mấy ông thánh lang thang ông thử con, thử tất cả những người mà thử được về Phật giới là thử mấy ông thánh lang thang ông thử thôi, chứ thực thật chánh quy không thử. Vì thánh thần, bởi vì thần quản lý nghiệp, thực thi nhân quả, thánh cho thành tựu bất cứ cái gì con muốn. Con muốn thành thánh cũng cho thành thánh, muốn thành trời cũng cho thành trời. Đó, phải cái trái đất này nó có hai cái chế quản lý, mình phải hiểu cái này nè. Vì thế mà người về Phật giới, muốn về Phật giới thực tình thì pháp trần phải hiện, để nó an toàn trên đường đi thôi. Còn nếu mà con mà không phát hiện thì mấy ông lừa mình ạ. Thứ nhất là mấy ông thánh lang thang ông lừa mình á, thấy không? Con phải chú ý cái chỗ này. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ con cảm ơn bác. Con xin đọc câu hỏi thứ hai. Thưa bác, đường về Phật giới con đã thuộc, nhưng khi con đọc trong đầu con có những đoàn như trong vô thức, như vậy có được không, có ảnh hưởng gì đường về Phật giới của con không ạ? Dạ xin bác ạ. Được cái mình học cái này có chừng cái âm thanh. Vì thế mình học này có nhiều khi con nghe người ta bảo là đọc lớn qua hạn gì đó, là do cái âm thanh lang thang ông lừa mình đó, thấy không? Đó mình phải hiểu cái nguyên tắc này. Vì thế mà phải học cái này phải hiểu cho rõ là coi là cái tánh của con người của mình nói hay là tánh của ông thánh nói, thánh lang thang nói, phải chú ý cái phần này. Còn cái phần này á, ví dụ con xảy ra một cái trường hợp nào con phải nói trực tiếp ta giải thích cho nghe, chứ con này chỉ nói chung thôi chứ không phân biệt được, không phân biệt là cái nào của thánh và cái nào của người. Con người chính là tánh Phật đó. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ con cảm ơn bác. Con xin đọc câu hỏi thứ ba. Thưa bác, đường về Phật giới có 3 phần, đó là phần 1 công đức vô lượng, phần 2 công đức phước đức bằng nhau, phần 3 công đức ít
phước đức nhiều, ác đức cũng nhiều. Lúc lâm chung khi tỉnh dậy, ma thấy trung ẩm thân của mình nằm trong bầu tròn, nửa trắng, nửa vàng. Thì lúc đó pháp trần của con sẽ đọc ở phần 2 hay phần 1, hay để cứ để cho pháp trần phát ra một cách tự nhiên như vậy ạ? Xin đặt trả lời con. Giờ mắc ra đó, bên trắng, bên vàng, hoàn thành cho cái đề đó. Pháp trần lúc nào nó cũng phát ra cái chỗ này. Trắng vàng là vấn đề công đức. Còn pháp trần lúc nào mình cũng phát cái này. Để chi? Để cái vàng là quản lý của thần quản lý đó, còn trắng là thánh quản lý đó. Thì hai ông này người ta nể mình, bởi vì nếu mà con mà có pháp trần đờm hai ông này nể thì con được tự do đi về, không có ai hỏi gì con hết đó. Chứ còn nếu mà chập chờn thì ông thánh ông thử mình thôi, chứ ông thần không thử à. Tuyệt đối đường về Phật giới ông thần không thử, đã thần cho về rồi ông không thử nữa, mà chỉ ông nhắc nhở, có nhắc nhở mình thôi, kẻo làm mời thánh thôi, chứ không muốn mà thử với ông thánh thôi. Bên trắng á, ta thử mình thôi, chứ bên vàng hoàn toàn không thử. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ con cảm ơn bạc. Con xin đọc câu hỏi thứ tư. Thưa bạc, trường hợp mà pháp trần đã phát ra được rồi, khi mất thân tử đài mình đã liệt, vậy thì làm cách gì để pháp trần vẫn tiếp tục phát ra cho đến lúc mình thức dậy? Ý thứ hai, khi mất thân rồi từ 5 phút, 30 phút, 8 giờ sau thức dậy, vậy đến đây tánh gì thức dậy? Có phải tánh biệt thức dậy không ạ? À? Thời gian để trung ẩm thân thoát ra khỏi cơ thể là bao nhiêu ạ? À? Thức dậy là trung ẩm thân. Trung ẩm thân á, nó dựa vào trong cái cơ thể mình thì nó có mệt mỏi, nó ngủ, nó thức. Còn nếu mà cái cơ thể mình nó tan rã thì hoàn toàn trung ấm thân không ngủ à, mà nó chỉ sống theo luôn lúc nào, nhưng mà tại vì nó đã nằm ở trong cái thân tứ đại rồi, vì thế nó có thời gian thức. Trước khi nó đã thức dậy là rồi thôi, nó không thức, nó không ngủ nữa, nó bằng điện từ nó không ngủ được. Tứ đại thì nó theo quy luật vật lý nó mới mệt, nó mới ngủ à, phải hiểu cái này. Vì thế mà thức chậm, nếu mà kêu bằng công đức nhiều thì thức rất nhanh, còn công đức trung bình thì thức từ từ, còn công đức ít quá thì nó phải kéo lên 8 tiếng đồng hồ là vậy. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ câu hỏi này thì con xin bạc giải thích cho con thêm cái phần là khi mất thân tử đại đã liệt, vậy thì có cách gì để pháp trần của mình vẫn tiếp tục phát ra cho đến khi thức dậy không ạ? Nếu mà mình thuộc thì tự động nó phát. Mình thuộc thì tự động nó phát. Còn mình không thuộc nó không phát được. Không? Mình thuộc tất nhiên là nó sáng. Nó sáng là lúc nào cái tiếng nói nó cũng vang ra. Còn nếu mà mình không thuộc là tất nhiên cái âm nó nằm trong bóng tối, nó không phát ra được. Đây là gọi là cái vật lý của điện từ âm dương á. Điện từ dương nó phát liên tục, còn phát được âm thì nó cắt quãng, hoặc là nó không phát. Đó là do, nếu mà do công đức nhiều thì nó, nếu mà học, người nào có công đức nhiều học rất nhanh, mau thuộc lắm. Còn mà cứ ác đức nhiều á, học nó không thuộc, là cái chỗ này. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ cái phần này có một cái ý nữa, cho con xin hỏi luôn cái phần này ạ. Thì là thời gian để trung ẩm thân thoát ra khỏi cơ thể là bao nhiêu ạ? Cái này thì nó đúng là nó trường hợp nó tới ba cái giai đoạn đó. Một là 5 phút công đức vô lượng, hai là 30 phút công đức bằng nhau, ít thì nó 8 tiếng đồng hồ. Đó, nó có ba cái công thức. Người ta dạy về đường về Phật giới nó rõ cái chỗ này, có gì cũng nghiên cứu cái đường về Phật giới lại. Rồi con hỏi tiếp đi. Con cảm ơn bạc, con xin hỏi câu thứ 5. Thưa bạc, lúc bất thân trung ẩm thân thoát ra được khỏi vị thánh, vị thần rồi, khi gặp hoa tiêu của vị Phật, đi theo hoa tiêu này thêm 40 km nữa là đến nơi chư Phật ngự. Nếu đến đây còn phải chờ một thời gian nhất định nào đó để vào được trung tâm vận hành luân hồi, vậy cho con xin hỏi thời điểm chờ này có được an toàn không,
có cần lưu ý gì nữa để cho trung ấm thân của mình vào được trung tâm vận hành luân hồi an toàn ạ? Bây giờ con hiểu về sức hút vật lý á. Vật lý trái đất con đã bước qua cái số 18 rồi đó. Thì nó thuộc về khí bình lưu, tốt gọi là không xây xác. Nó bình lưu, nó có không khí nhưng mà nó tỉnh, gọi là trong nhà Phật gọi là không khí tỉnh. Khi không khí tỉnh giống như chiếc xe con đậu yên, không chạy, không tốn xăng. Còn đi vô cái ở trong cái khiếu mà cái đấu lưu này nè, thì đấu lưu mạnh thì nó tốn nhiên liệu nhiều, con phải ăn. Còn đấu lưu nhẹ thì con ăn ít, có vậy thôi. Lô đó là đã an toàn rồi. Vì thế mà chư Phật mới vào 45, 50 cái số ngự đây để chi? Ổng cũng phải phân một cái phân thân của ông vô. Nếu mà ổng mà đi vô trong cái thế giới vật lý đó, ổng cũng phải ăn. Ăn của điện là ăn bằng cái gì? Ăn bằng mùi. Còn mình tứ đại ăn bằng vật chất. Phải hiểu cho đó. Vô đó rồi thì ông Phật ông dẫn mình từ theo đó. Ví dụ trái đất này nó mới quay qua cái trung tâm vận hành luân hồi có 2 ngày thì con phải đợi 28 ngày. Thì lúc đó ông sinh hoạt, ông dạy mình. Ông biết cái tháng này bao nhiêu người về, ông biết rồi ông tập trung hết ở đó đi, rồi ngồi ông dạy một lượt rồi ông dẫn về. Nó phải hiểu cái thế giới, cái quy tắc của nó, học cái này thì phải hiểu cái sức hút vật lý của trái đất thì mới hiểu được. Còn không hiểu cái quy luật này thì tưởng tượng ra dạy thôi, tưởng tượng là sai, thấy không? Thì tới đó, bởi vì ra khỏi cái qua vô tới tầng bình lưu là cái số 18 ta đi tới 50 đó, thì vô khí tỉnh thì ông Phật sẽ kêu mời hết lại, rồi để lại câu đó đi, chừng nào đủ hết tháng này nè, ông sẽ dạy mình. Biết tháng này mấy người về, ông dạy một lượt. À, mình vô đó là yên rồi, không bị sức hút vật lý của trái đất nữa. Thì giờ sống bao lâu không ăn thua gì hết. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ con cảm ơn bà. Con xin đọc câu thứ 6. Khi trung ẩm thân đã vào được trung tâm vận hành luân hồi, điện từ âm dương được hút trở lại trái đất, chỉ còn lại tánh Phật và khối công đức. Mà khối công đức này mỗi người có khác biệt. Vậy quá trình đẩy của điện từ dương đưa tánh Phật và khối công đức về vào trung tâm, vào bể tánh thanh tịnh, tức là về Phật giới, thì có khác biệt gì không? Và được diễn ra như thế nào ạ? Xin bác trả lời giúp cho con ạ. Bây giờ mình hiểu thế này nè. Thí dụ cái làn điện đi 500 kV đó, sự thật nó không phải là 500 kV đâu. Nó chia ly từ tí chẳng á. Mấy volt cũng có nằm. Vì thế mà người ta mới chiết ra được là cái trong Phật Ma Tưa đó, ta chiết ra điện 10 volt, 20 volt, 100 volt, 220 volt là vậy. Có nghĩa vô đó đi ra hết của ai lấy kéo về. Về trên kia rồi tự động nó mở quá. Nó hình thành ra một cái ngôi nhà pháp thân và một kim thân, là phải hiểu cái này. Có nghĩa là cái ống dẫn này điện ít nhiều con tạch cũng phải đi ra hết, của người nào thì ra người đó vào trong Phật giới rồi, là nó do nó định hình coi lớn nhỏ là cái khối công đức mình ít nhiều đó, thấy không? Có nghĩa là vô vừa nhào vô là bị điện từ dương đẩy ra, nhiều ít không biết. Thí dụ con đi con mang 10 kg, nó cũng đẩy ra cái cửa. 5 kg cũng vậy, 10 kg cũng vậy, 20 kg cũng vậy. Người nào theo tự rồi đó. Mà nên nhớ là đi từ trung tâm vận hành của luân hồi đi qua trái đất rồi đó, về Phật giới là 1 tiếng đồng hồ. 1 giờ đi 1.200, 1 giây đi 1.200 cây số của nhân lên 1 tiếng đồng hồ. Coi nó tính ra cái số vật lý của thế gian này còn bao nhiêu cây số. Nó phải hiểu cái này. Có nghĩa là vừa ra cái trung ẩm thân mình đó, nó bị hút ngược lại hết. Trung ẩm thân trong đó có chứa gì? Chứa ác đức và phước đức trong đó. Nó hút trở về điện từ âm dương. Còn nó còn lại công đức và tánh Phật đẩy về Phật giới. Cứ mỗi một người vô rồi, vậy ông Phật cũng sắp xếp giống như là công ty du lịch, cái anh hướng dẫn công ty du lịch hướng dẫn lên máy bay vậy. À, bây giờ hết ông số 1 đi, số 2 đi, số 3 đi, số 4 đi, vậy đó. Nó giống vậy thôi, chứ không có gì đó. Còn mang hành lý nhiều ít, không thành vấn đề. Anh có nhiều mang hết đi, về.
rồi có về bên kia rồi thì mới tính là sánh Phật lớn mực Phật nhỏ lại bên này nè, bên cái chỗ nhờ cái công đức này nè. Rồi coi tiếp đi. Dạ con cảm ơn bà. Con xin đọc câu thứ 7. Thưa bạc, người giải thoát khi lâm chung, hơi nóng thoát ra ở đỉnh đầu. Nếu muốn kiểm tra người đó có đạt được hay không, thì mình lấy tay sờ vào đỉnh đầu của người đó. Nếu làm như vậy, thì có ảnh hưởng gì đến sự giải thoát của họ không ạ? Xin bạc giải thích cho con được biết ạ. Không ảnh hưởng gì hết. Cái chuyện cái hơi nóng họ không thật, nó không bị cản của cái thế giới vật lý này, cứ bình thường. Đây là ông Phật ông dạy cách cho mình thử thôi, chứ còn mình thử thì nếu mà người nào mà có cái con mắt mà phân giải cao nhìn thấy được cái ánh sáng này, mà phải ở ban đêm, trong ban đêm chứ còn đốt đèn này không thấy, mà phải cho đèn mà con mắt mình phải phân giải cao thì thấy. Con mắt thường thường mấy cái người này mà thấy, mà nếu mà ở đó cái con người nào mà chứng tha tam thông họ thấy. Ở đây là cái con người nào mà họ nhìn thấy được cõi âm, họ nhìn thấy được cái này. Mà thường thường mấy người mà nhìn thấy cõi âm mà khi người ta mất, mấy người này không dám lại gần. Họ bị cái lực của cái công đức của cái người này đẩy ra, họ không dám lại gần. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, con cảm ơn bà. Con xin đọc câu hỏi thứ 8 ạ. Người tu tạo được công đức trong sáng, học được công thức giải thoát, có lòng ham muốn mạnh liệt về Phật giới thì được vị Phật dẫn về. Còn người tu mà tạo được phước đức nhiều, muốn về các cõi trời vô sắc, hay cõi trời hữu sắc, hay cõi trời dục giới, thì khi mất thân, tung ẩm thân của người đó dựa vào đâu để đến được các cõi trời này ạ? Mình nhớ là cái phần người ta sống ở đây, ta chết ở đây. Bây giờ khi mà con mất rồi là trung ẩm thân nó hiện ra cái gì? Cái ông thần quản lý, ông theo sát con, ông nhìn thấy hết. Ý con muốn sau cùng rồi đi đâu? Trong đó có ác đức, phước đức chứ không phải không rồi. Nhưng mà cái ý sau cùng của con muốn đi đâu? Con muốn lên trời, để ông thực thi nhân quả liền. Thực thi nhân quả giống như mình ở đây, mấy cái người khoa học họ phóng phi thuyền. Bây giờ biết nước tịnh độ. Nhưng mà không phải thực thi nhân quả liền đâu. Cái nước tịnh độ nó phải đợi quay đúng đến cái gần nhất của cái trái đất này thì ông mới ném đi, thì mới vô được. Còn nếu mà bây giờ trái đất là ở đông mà cái nước tịnh độ phía tây hoàn toàn không thể, nó phải đông với đông hết thì nó ném, bị nó đi rất nhanh. Đó mình hiểu. Vì thế mà các nhà phóng phi thuyền đi mặt trăng vậy, nó phải canh cái mặt trăng, đi song song còn mấy giây nữa nó sẽ tới cái đường mà này, của cái trái đất á, thì nó phóng phi thuyền được. Còn nếu mà còn không canh được cái này, phóng đi xa, nó đi ra ngoài, nó đi bay luôn. Phải hiểu là cái này là do nhiệm vụ của ông thần thực thi nhân quả, ông hiểu cái này. Vì đây là cái người chuyên nghiệp mà, chuyên nghiệp thực thi nhân quả. Còn đó là thực thi nhân quả các cõi trời, còn ở trái đất thì dễ thôi, không? Giống như trái đất giống như trong nhà thôi. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ con cảm ơn bạc. Dạ con xin hỏi câu thứ 9 ạ. Thưa bạc, trong mỗi con người có hai thứ tánh, đó là tánh Phật nằm trong tánh người và nằm ở trung tâm bộ não. Mỗi người có một vị thần điều hành giám sát. Vậy cho con xin hỏi, vị thần điều hành của mỗi người xuất hiện thời kỳ nào của mỗi con người và được hiện diện ở đâu đối với người đó ạ? Cái thần quản lý mình, ví dụ cuộc đời này ra con sống 100 tuổi, thì ông thần này cái tuổi thọ phải hơn con mới theo quản lý con được. Chứ nếu ông, ví dụ con sống 100 tuổi mà ông còn có 50 nữa là ông hết rồi, không được. Ông thuộc về già rồi, ông chuẩn bị trở lại tái sanh làm người đó, ông quản lý. Mà tìm cái ông thần nào mà đủ sức, đủ cái tuổi thọ để quản lý con đúng 100 tuổi thì cái gì ông biết. Con ta lại đây thì ông đã nhìn thấy cái trong cái tàn thức con chứa cái gì trong đó rồi. Rồi bây giờ cái 100 năm này con làm cái gì? Sau cùng ông mới thực thi nhân quả. Bởi vì thế giới này thực thi nhân quả là do thần. Còn hưởng nhân quả
là thánh. Con bởi vì tại sao thánh phải làm cái này? Thánh là phải lập ra cái đạo. Thánh phải lập cái đạo. Bây giờ con muốn lên trời thì ông phải lập cái đạo trời cho con tu chứ bây giờ. Rồi con muốn làm thần thì ông lập cái đạo thần. Con muốn làm tiên phải lập đạo tiên. Một vị toàn năng toàn giác lập ra sáu pháp môn, khi về Phật giới thì năm pháp môn đầu, pháp môn đầu thánh quản lý hết. Thấy không? Chỉ còn cái pháp môn thứ sáu á. Pháp môn thứ sáu thì công bố ra rồi, vị Phật phải phân thân vào thế giới là người, phân thân vào cái trung cái bình lưu ở đây quan sát giữ cái tay này, giữ cho đến khi nào mà hết thôi. Không phải nhỏ đâu. Mà cái này á thì mình không nói thẳng được. Thầy là con đừng có lo, ở đây nhân quả thần thánh quản lý rồi. Ông này thực thi, ông này thì muốn đi, muốn dạy ông lập đạo, mà dạy muốn đi đâu thì ông cho đi đó. Thấy không? Phải hiểu hai cái nguyên tắc này. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ con cảm ơn bạc. Con xin đọc câu hỏi số 10. Thưa bạc, thời gian qua con thấy bạc trả lời câu hỏi trên mạng đã giúp cho rất nhiều người hiểu được việc làm của mình, như vậy là còn sai. Con thấy chưa ai cắt nghĩa được rõ ràng thực tế về con người và vần vật như bạc. Những ai mà gặp được pháp môn đạo Phật khoa học Thiền Tông mà hiểu được lời dạy thì không còn mê lầm nữa, mang lại lợi ích rất lớn như vậy. Nhưng cũng có một số người đã phá chống đối. Vậy cho con xin được hỏi, bác có đề xuất gì với nhà nước để duy trì pháp môn này cho dân Việt Nam và cho nhân loại được học về lâu dài không ạ? Bác chỉ là có con người vâng lệnh của Thiền Sư Ni Đức Thảo công bố cái pháp môn thứ sáu này ra thôi. Bác chỉ có cái nhiệm vụ đó thôi. Tụi con thắc mắc hỏi bác trả lời. Còn cái vấn đề mà giao dịch lại với chính quyền, bác hoàn toàn không có nhiệm vụ này. Bác chỉ phổ biến ra cái này nó thuận lợi là sao? Là nhờ cái luật tự do tín ngưỡng tôn giáo ra đời kịp thời. Thiền Tông ra đời là sống theo cái luật tín ngưỡng tôn giáo. Nếu không có luật tín ngưỡng tôn giáo thì dẹp. Vậy luật tín ngưỡng, bây giờ mình sống ở đây là nhờ sống luật tín ngưỡng tôn giáo. Còn vấn đề mà liên hệ với chính quyền, giáo hội hoàn toàn chứ không có tư cách này. Chú chỉ là người đứng ra công bố, nhà nước, giáo hội cho công bố, cho đứng ra giải đáp thì bác chỉ có hai cái ví dụ này thôi chứ không có hơn. Còn vấn đề, ví dụ nhà nước thấy hay thì ổng tiếp thu, ổng làm gì ổng làm, giáo hội cũng vậy, chứ bác hoàn toàn không xen vô. Cái kia bác không có tư cách này. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ con cảm ơn bác, con câu hỏi đã hết nhưng... con xin được đọc một số câu hỏi của Phật tử Phạm Thị Liên, cư trú Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, nhờ hỏi giúp mấy câu ạ. Con cứ hỏi đi. Câu hỏi 1. Thưa bạc, theo con được biết có 4 đạo, 1 đạo trời, 2 đạo tiên, 3 đạo thần, 4 đạo Phật. Vậy đạo Thiên Chúa, đạo Cao Đài, 2 đạo này thuộc về 2 đạo nào trong 4 đạo nói trên thưa bạc? Bây giờ đạo Cao Đài thuộc về đầu tiên. Vì thế mà trong đạo Cao Đài có niệm một cái câu à: Nam mô Cao Đài Tiên Ông Bồ Tát Ma Ha Tát. Ta là đấng chí tôn sáng lập ra càn khôn vũ trụ. Đạo Cao Đài là đầu tiên. Còn đạo Thiên Chúa thuộc về đạo Thánh. Vì thế mà đạo Thánh đó, nó có 12 ngôi. Vì ai vô đạo Thiên Chúa thì phải có cái họ Thánh. Họ Thánh 12 họ. Gồm cái là Thánh Phi-rô nè. Thánh Đức Nữ Đồng Trinh Maria nè. Thánh John Paul nè. Rồi Thánh Patrick nè. Thánh Teresa nè. Thánh An Tôn Ba Vua nè, rồi Thánh Răng Đạt nè, rồi Thánh Paulo Đệ Nhị nè, rồi Thánh Guida Tehesa nè. Nó 12 vị Thánh. Vì thế mà người vô đạo Thiên Chúa đó, con phải biết làm dấu thánh giá.
làm cái giá vô này, nhân danh Cha và Con và Thánh và Thần, Amen, phải không? Cái đó là gọi là lấy, kêu bằng là làm phép thánh giá. Còn nếu mà con lấy dấu thánh giá để khẳng định rằng con là người tâu độ thánh là ba cái chữ thập, hai con mắt, cái mũi và cái miệng, gọi là lấy dấu thánh giá, là người này phải là trung thành nhất với đạo Thiên Chúa, thấy không? Thành ra vô đạo Thiên Chúa thì còn phải có dịch, có tình thánh. Mà ai có đi qua bên đền Ý á, cái quảng trường Thánh Phêrô ở Vatican, Vatican ở đó nó 62 mẫu, nó nằm ở trong cái thành phố Roma, gọi là đạo quốc gia trong quốc gia là chỗ này nè. Cái tòa thánh Vatican nó xây rất đặc biệt. Con đứng ở giữa con nhìn tất cả các đạo ở các cái cột đó, đều nó dính nhất, không thấy cái cột thứ hai, thấy cái cột một rồi, cái cột mấy chục cái cột kia nó vẫn còn, con không thấy được. Nó xây cái hay đó, gọi là quảng trường đó, gọi là quảng trường Thánh Phêrô. Còn mình ở đây á thì nhiều cái nhà thờ lập là Thánh Giuse này, Thánh Tâm này, Thánh Đăng Tôn nè, thấy không? Còn như ở còn cái Thánh Teresa nó nằm bên Ấn Độ á, vì gửi là hiện giờ có cái bà sắm trăm mấy chục tuổi rồi, gọi là Teresa Calcutta đó. À, thì cái đạo nói đúng là cái đạo Thiên Chúa rất chuẩn, rất chuẩn về cái vấn đề nhân quả, mình phải hiểu như thế. Mà đạo Thiên Chúa giảng về cái này, giảng cái này nè, tất cả anh gieo gì gặt lấy, căn bản của đạo Thiên Chúa gieo gì gặt lấy, giống như đạo Phật chứ không khác, thấy không? Nhưng mà tại vì nó khác, nhưng mà trên thế giới này nếu mà nói về đạo thì đạo Thiên Chúa là chuẩn mực, có cái giáo lý rất hay đó. Thì bây giờ trả lời cho con biết là đạo Câu Đài thuộc về đạo Tiên, đạo Thiên Chúa thuộc về đạo Thánh. Rồi câu hỏi tiếp đi. Dạ con xin đọc câu hỏi thứ hai. Câu hỏi thứ hai của cháu: thưa bạc, đạo Cao Đài, đạo Thiên Chúa giáo được xếp theo đạo vật lý của đạo Phật là pháp môn nào, thưa bạc? Đạo Cao Đài, đạo Chúa thật, đạo hiển linh, đạo vật lý. Trong đạo Phật, đạo vật lý không có hiển linh, nhưng mà đặc biệt có cái pháp môn tiểu thừa đó. Tu tiểu thừa thì nhờ thánh giúp đỡ. Tu tiểu thừa mà vấn đề mà thành A-la không nhờ thánh giúp đỡ là không thành được. Nhá không? Còn cái năm pháp môn vật lý đó, thì không độc lập mà theo quy luật vật lý, nó không có hiển linh nè. Mà chỉ có cái pháp môn thứ nhất đó. Thánh A La Hán, con muốn thành Thánh A La Hán thì phải nhờ thánh ở bên và bên thánh giúp đỡ. Còn con không giúp đỡ thì không thành được. Vì thế mà khi mà Đức Phật về Phật giới rồi thì cái pháp môn này trực thuộc thánh quản lý luôn. Nó thật luôn á. Nhưng mà bây giờ người ta tu theo cái đạo Phật ta không hiểu cái này đâu. Người nào nắm được cái quyển giáo lý đạo Phật khoa học vật lý thì mới hiểu được cái này. Còn nếu mà nắm được cái giáo lý đạo Phật Thiền Tông không hiểu được này, phải nắm được cái khoa học vật lý thì mới được rồi. Bởi vì cái đạo Thiền Tông này nó chia ra ba cái giáo lý chứ không phải nhỏ đâu. Mà bây giờ mới trong quyển số 10 mới nói về cái quyển giáo lý căn bản thôi. Còn cái vật lý, khoa học vật lý nó nằm ở trong cái quyển số 2 của cái Thiền Tông á. Thấy không? Vì thế mà ta ăn cắp không được, ta ăn cắp ta không hiểu thì nó sai, nhưng mà rất nguy hiểm ở trên này. Anh ăn cắp thế này thì không có ai đến, rất xấu với anh đó, nói cho biết. Rồi, câu hỏi tiếp đi. Dạ, con cảm ơn bạc. Con xin đọc câu hỏi thứ 3. Thưa bạc, Bồ Tát có ý nghĩa ra sao, thưa bạc? Bồ Tát này, nếu mà tính ra là gan dạ thôi chứ, gan dạ mà có cái tấm lòng trùm khắp. Vì thế mà ở Việt Nam có ông Thích Quảng Đức, Bồ Tát Thích Quảng Đức là ông gan dạ, ông thiêu thôi, ông là ông gan. Còn trong cái mà kinh Diệu Pháp Liên Hoa mà Phẩm Phổ Môn thì có Bồ Tát Quán Thế Âm: tầm kinh khắp ta bà thế giới, cứu nạn cứu khổ cho những người nào bị quan trái, là Đức Quán Thế Âm Bồ Tát là bà này. Sự thật Quán Thế Âm Bồ Tát đầu tiên ở với Đức Phật là người nam.
Nhưng mà muốn thân nam hiện thân nam, muốn hiện thân nữ thiện thân nữ, hiện giờ chúng ta thờ là thờ Quán Thế Âm nữ, là tự hiện thân. Quán Thế Âm nữ là hiện thân, chứ thời Đức Phật là người nam. Quán Thế Âm thời Đức Phật là người nam. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ con cảm ơn bạc. Con xin đọc câu hỏi thứ tư. Trong thực tế không nghe nói đến danh từ ba thân, vậy thân có giới tính như loài người không thưa bạc? Đã thần thánh gì cũng là nam nữ hết. Con nên nhớ là vô thế giới vật lý này, súc sanh thì gọi là giống đực giống cái, con người nam nữ, các cõi trời cũng nam nữ, chứ không có thế giới vật lý âm dương mà làm sao chừng nào đi ra ngoài vật lý âm dương thì không có cái giữ nam nữ. Về Phật giới không có nam nữ, nó đơn cực, có một cực, vô đây theo quy luật vật lý nó hút để nó sinh hóa mà. Vì thế mà các loài người hoặc tiên cũng vậy, anh phải có sức hút vật lý thì mới sanh rã được. Ví dụ bây giờ con giảng sanh lên nước Tịnh Độ đi, tiên nữ con đồng ý nhập thai rồi thì phải tiên nam giao dịch với tiên nữ nó mới ra được tiên con. Bởi vì đặc biệt ở nước Tịnh Độ á, tiên nữ mà vừa có cấn thai hoàn hành rồi thì mới đem ra ao sen đẻ theo cái nghiệp của mình trong chính phẩm Liên Hoa. Ví dụ con có phước đức nhiều lên cửu phẩm Liên Hoa đẻ rồi đó, còn phước đức có chút xíu đem hạ phẩm hạ sanh vô chút xíu mình rất lâu, phải không? Thế giới này cũng phải biết là cõi nào trong thế giới này đều hoàn toàn có nam nữ hết. Loài người gọi là nam nữ, rồi tiên gọi là nam nữ, còn các loài súc sanh gọi là đực cái, mà tiếng Pháp gọi là feminine masculine cái chỗ này. Rồi câu hỏi tiếp đi. Dạ con cảm ơn bạc. Con xin đọc câu hỏi thứ năm. Người Phật tử Thiền Tông khi chết đột ngột có về được Phật giới không thưa bạc? Về được Phật giới không là do cái tàng thức mình chứa cái gì trong đó, không thành thế này. Chết đột ngột là nó đụng cái thân xác con chết, chứ sự thật cái trung không thân không ăn thua vậy. Trung không bằng điện mà làm sao có ảnh hưởng gì đâu, phải không? Nó không ảnh hưởng gì, nhưng mà khi mà nó thân, cái xác con nó theo vật lý nó đau đớn vậy, nó hết đau đớn rồi thì nó cái trung ổn thân nó mới ấy được, nó mới xuất ra được nè, hết đau đớn nó mới xuất được, chứ nó còn đau đớn nó phải chịu à, nó theo cái quy luật này. Rồi ra đó ông thần nói thôi bây giờ dòm ở trong này coi còn cái gì, thì ông thực thi nhân quả bằng cái nghiệp của mình, do mình. Vì thế mà đừng có sợ là chết bất đắc kỳ tử, không sợ cái đó, ăn thua cái có cái công đức rồi chết cái gì không thành như này, thấy không? Bởi vì chết xong rồi, do là cái mình chết bất đắc kỳ tử này là có hai cái trường hợp mà là thần thực thi nhân quả, hai là do con chọc ở mấy ông hồn ổng làm con chết thôi. Thứ nhất mà con tu tiền đạo mình đi lỡ mấy cái miễu con nói hoài, tôi bảo đảm con không sống lâu, không? Nó xui nó xô vô trụ điện là con chết, chợt nó xuống biển xuống sông. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ con cảm ơn bà. Con xin hỏi câu thứ sáu ạ. Thưa mẹ con tu niệm Phật, bây giờ nghe kinh An Vị Phật, mẹ có được về Phật giới không thưa bà? Về Phật giới không có công đức chứ, còn cái gì, cái nghe đó là thích thôi, chứ còn về Phật giới phải có công đức, bắt buộc phải có cái này, ít nhiều thì phải có công đức, chứ đâu nghe xong rồi thôi. Giống như con muốn làm gì đó, con muốn nghe nói bên nước nào rất hay đó, con thích thôi cái gì, nhưng mà hỏi có tiền không, cũng có tôi ở nhà ở tại chỗ. Thấy không? Chừng nào có tiền mới đi, còn không có tiền đi, còn muốn về Phật giáo mình phải có công đức mới về được. Ông thần quản lý nói về thì phải có công đức tôi mới mới cho về, chứ bây giờ không có chút xíu gì về bởi vì làm sao ông Phật nào rót đó. Có công đức ông Phật mới đón, còn không có thì thôi ở lại đây đi, quay tiếp, quay chừng nào mà có công đức đi ra. Rồi câu hỏi tiếp đi. Dạ con cảm ơn bạc. Con xin đọc câu hỏi thứ bảy. Thưa bạc, muốn có công đức làm sao thưa bạc? Muốn có công đức thì tạo công đức. Chứ giờ biết sao giờ. Tạo công đức bằng cái nào? Giúp người ta hiểu cái này thôi. Bằng phương tiện gì không biết. Làm sao giúp người ta hiểu cái này?
chính những cái câu hỏi này là con không phải là con tiệt tưởng đâu, thường cho ra tạo công đức rất lớn. Ví dụ con nói bác trả lời con cái gì, cái người ta nghe ta mở ta thấy ta, tự nhiên con có công đức, con khỏi cần tốn đồng nào đó. Suối con không có là bỏ đồng nào mà có công đức nhiều. Mà nói vậy mai mốt ông lại đến hỏi thì không trả lời nổi, phải không? Chứ sự thật cái này, tất cả những anh em mà làm trong cái này đều hoàn toàn công đức rất lớn. Một cái chuyện nhỏ bình thường nhưng mà nó phát đi trùm khắp. Vì cái thời buổi này là thời buổi gì? Trùm khắp rồi. Nói ở Việt Nam mà Tây Tàu Mỹ thì nó biết hết. Thấy không? Nó còn hơn, xin lỗi. Công đức bây giờ tạo còn nhanh hơn Thích Ca hồi xưa đó. Thích Ca hồi xưa độ của mấy ông gần đó thôi chứ không bây giờ. Còn một người nói ra mà nếu mà đừng kiến chấp, công đức rất lớn. Bây giờ hỏi chứ bây giờ một câu hỏi con nói nè, mà phát ra rồi bao nhiêu người hiểu? Một người có một đồng đi, con tính bao nhiêu người? Còn Thích Ca hồi thay sao? Có mấy người thôi. Nhưng mà Thích Ca trước đó ông cũng đã có rồi chứ không phải không đâu. Nhưng mà ông Nhân Đăng không nói ông thôi, chứ sự thật trước đó ông đã có. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, con cảm ơn bạc. Con xin hỏi câu thứ 8. Thưa bạc, khi Phật tử Thiền Tông qua đời, tro cốt không để ở chùa Thiền Tông Tân Diệu, để ở nhà có được không thưa bạc? Theo nguyên tắc á, nếu mình thiêu thì không để nhà được. Thì nó có hơi nơi để. Một nơi ở chùa, hai là nơi có cái nơi mà có tập thể người ta tổ chức á, không phải cái chùa. Có nhiều cái nơi nó cắt cái chỗ mà để tro cốt trong cái làng. Rồi đây nó sẽ tới, nó có cái chuyện này. Sao cần đâu cần cái chùa nó ở trong cái làng, mỗi làng. Thay vì tới khi người ta văn minh rồi thì ta sắp xếp cái dân cư lại, không còn chôn nữa, mà chỉ chết rồi thiêu rồi đem vô cái tro cốt ở nơi cái nơi mà làng tổ chức, cái xã tổ chức đó, để đó tuyệt đối không để trong nhà. Nên nhớ không để trong nhà được. Là sao? Cái trong nhà của mình là cái người cõi gì? Cõi dương, còn ta cõi âm, phải ở thế giới âm. Một là vô chùa, hai là vô cái nơi đó. Chứ hoàn toàn không để nhà được. Giờ thời gian đầu, ví dụ có thể mình không có chỗ để ở chùa đỡ đi, chừng nào có cái đó mình đem về gần nhà mình thì được. Không? Phải hiểu cái thế này. Chứ đừng có đem cái đồ cố mà để vô nhà rồi mai mốt. Bởi vì là gì? Nếu mà giải thoát được không nói nha, mà không giải thoát thì nó rủ tới đông lắm đó. Xuống dưới cõi âm đó, bạn bè đông lắm, rồi nó tới nhà cũng chịu nổi không? Rồi, con hỏi tiếp đi. Dạ, thế bà, cái phần này cho con xin hỏi thêm một ý của con nữa là nếu như vậy khi mình thiếu xong rồi mình thiếu xong thì mình đưa đi trốn có được không ạ? Được, trốn, thiêu trốn được thôi. Thì cái đất nó ít hơn, nó chiếm đất ít hơn. Nhưng mà theo cái thế giới hiện đại, từ từ nó sẽ kêu bằng nó sống theo thời văn minh, nó không còn sống theo cái thời đồ đồng nữa. Mình hiện giờ chôn là thời đồ đồng, chứ còn thời văn minh nó không có chôn, nó chỉ tiêu hết, rồi nó tập trung, nó đến số nó tập trung thôi. Chứ bây giờ con suy nghĩ nè, bây giờ nếu mà trái đất mình lên gấp đôi số người này là sao? Con không thể nào mà sản xuất bằng cái cách nhỏ lẻ được, mà con phải sản xuất bằng cái lối công nghiệp. Công nghiệp thì phải kêu bằng ruộng cò bay thẳng cánh, chứ còn hai ba mẫu sao công nghiệp được, phải không? Thành ra sau này nhà nước sẽ sắp xếp lại. Bởi vì nếu mà nó mà văn minh rồi thì người nam 65 tuổi ở nhà lãnh lương cho ăn, nữ 60, đó là quy tắc. Rồi con suy nghĩ nè. Mà hơn nữa là cái thế giới là người mà văn minh là con người tuổi thọ cao lắm. Khúc đó, bây giờ con chứng minh là bên Nhật Bản đó, thiếu lao động, vì thế mà đi thuê người ở nước ngoài. Còn mình sinh ở 10 năm cũng vẫn thiếu lao động. Cái tuổi già, bởi vì nó ấn định là cái tuổi già là bao nhiêu tuổi đã được lãnh hưu hưu rồi. Thì cái tuổi trẻ phải làm để lo nuôi cái tuổi già này. Mà nếu mà lo từ cây cỏ, cây cấy từ cây lúa làm sao lo kịp, phải bằng công nghiệp. Thấy không?
ruộng thì ruộng gì sau này nó sẽ không, cái nông thôn nó không còn là cái nông thôn của cái thời đồ đồng nữa, mà nông thôn của thời công nghiệp. Con phải tập trung hết, cho dù cái xã đó gần 10.000 người, nó tập trung lại hết cái vùng gọi là thị trấn rồi, còn bao nhiêu trống để nó lên quy hoạch trồng cái gì à, thì nó mới sống theo cái kiểu văn minh được. Cái văn minh mà còn ngồi đó mà đi cấy từ cây gốc cây lúa làm sao làm, thấy không, nuôi từ con gà làm sao, nó ô nhiễm. Khi văn minh không nuôi gà trong nhà được, không nuôi heo trong nhà được, bây giờ còn nuôi được, thấy không, khi văn minh nó không còn cái này nữa. Thì bởi vì thời buổi văn minh phải sống theo văn minh, chứ văn minh rồi không thể sống thời kỳ đồ đồng được, thấy không. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, câu hỏi của Phật tử đã hết, con xin chân thành cảm ơn bạc nhé. Rồi cảm ơn con hỏi.